Trước đây tôi đã có khá nhiều clip hướng dẫn về cách chọn ngày sinh. Thì hôm nay Nhân có một bạn, bạn ấy nhờ chọn ngày sinh mổ. Thì tôi cũng sẽ làm để cho các bạn thấy là cái việc chọn ngày sinh nó rất khó, chứ không phải như nhiều người, người ta không hiểu thì người ta bảo là nếu mà chọn được ngày sinh thì ai cũng làm tổng thống. Thì tôi đã từng làm clip để các bạn thấy rằng trong một tuần lễ các bạn tìm có khi là cả tuần chỉ được một hai ngày thôi, thậm chí là có tuần trước cách đây một tháng tôi đã từng tìm cho một khách là trong một tuần đấy không có một ngày nào đẹp luôn, không có ngày đẹp luôn mà phải mổ. Thì tôi cũng bảo là chỉ có hai ngày này tạm được, tức là tạm được thôi nha các bạn nha, vì ra là số nó không đẹp nên là đừng có hy vọng là chọn ra được tổng thống, chọn đẻ ra được tỷ phú. Cái ngày dự sinh của bạn ý ở đây là 19 đến 25 tháng 11 các bạn nhé. 19 đến 25 tháng 11 mà hai đôi một nam một nữ, có nghĩa là sẽ mất, bạn ấy không nói trước nên thực ra mình báo giá xem một người nhưng thực ra là tìm thay đôi sẽ mất công là xem cả nam này xem cả nữ này, các bạn hình dung không? Xong sau đấy lại phải là làm sao để cái giờ đấy tốt cho cả nam cả nữ, đấy là điều rất khó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm, các bạn vào trang ngày lành.com và ở bên dưới thì có cái phần gõ. Ồ, hôm nay mùng 9 rồi. Bạn ấy sao xem sát ngày thế? 19 25 khiếp. Mà xem tôi không biết bệnh viện nào sinh mổ sát thế, nhưng tôi xem là tôi xem trước tận 3 tháng, 6 tháng mà bác sĩ còn bảo xem sớm quá bác sĩ không dám nhận. Ôi xem sát quá. Tại vì thường là tôi làm gì bao giờ tôi muốn chủ động mọi thứ. Còn này thì rất chi là bị động luôn. 19 tháng 11 này, các bạn bấm vào thôi. Đây, chúng ta sẽ tra dần bắt đầu từ ngày này. Năm thì là nhâm dần này, tháng thì ở đây là 10 giống nhau thì chúng ta lấy Tân Hợi là ngày Bình Tý này. Giờ thì bắt đầu các bạn soi như tôi nói là bắt đầu chỉ xem từ khung giờ 7 đến 9 giờ trở đi thôi nhé các bạn nhé. Chúng ta không xem sớm, sớm nay ai bác sĩ làm việc đúng không? Chúng ta chỉ xem trong khung giờ hành chính. Đấy. Và bây giờ các bạn sẽ nhập vào đây, tôi cho các bạn thấy sự kỳ công nào. Giả sử đấy nhá, giả sử các bạn sẽ phải tính là ngày 19 8 giờ, đây là 18 giờ thôi, xong các bạn sẽ phải tính 19 10 giờ 19 gì 12 giờ, cứ lần lượt như vậy. Xong tiếp tục ngày 20 cũng thế, xong với nữ các bạn cũng tiếp như thế, các bạn thấy nhá, tính rất là lâu công và kỳ công như vậy. Và bây giờ tôi đang mới giả sử 8 giờ để chúng ta xem cái kết quả đã. Đây là ngày 19 nhé. Nam ngày 19 các bạn thấy là phân tích là số này. Các bạn nhìn thấy đại vận này. Đại vận đường này thì nó bị sát hồi bé là cũng nguy hiểm đúng không? Nuôi nấng mà từ 6 đến 15 tuổi sát vượng là dễ nguy hiểm, dễ tai nạn là cũng không ok này. Xong từ 16 đến 35 vượng thì cũng được, nhưng mà vượng cái giai đoạn trẻ này như tôi nói là giai đoạn nó mới đang phát triển thì để kiếm tiền kiếm sống và để vượng thì nói chung cũng tạm được, nhưng mà chưa phải tốt, nó cứ tầm trung này là tốt nhất các bạn nhé. Tuy nhiên và cứ thế này thì làm sinh cơ vẫn được, nói chung là tạm chấp nhận được. Đấy là trường hợp 19 này. Bây giờ chúng ta sang ngày 20. Ngày 20 thì các bạn thấy khác luôn không? Sát nó nhảy vào giữa này. Đấy, nó lại không, thường là ví dụ hai cái cụm vượng nó cùng với nhau thì xử lý nó vẫn sướng hơn. Đấy, tất nhiên là xét về mặt hóa giải thì kiểu gì mình cũng hóa giải được đúng không? Nhưng mà nhìn lá số, mà thông thường tôi cứ nhìn lá số mà tôi có sát là tôi không thích rồi. Tại vì sát vượng mà, sát vượng thì cái khả năng bị nguy hiểm, bị tai nạn nó bao giờ cũng dễ lãnh hậu quả hơn cái người khác. Bây giờ ví dụ nữ nha, nữ ngày 19 này,
Đấy, các bạn thấy có khó không? Nếu mà tại vì đây là để cả nam cả nữ, đến 66 vượng này thì còn làm ăn gì nữa được nữa, đúng không? Đấy, các bạn cứ nghĩ là chọn mổ anh thành tỷ phú, thành tổng thống nó không dễ đâu. Vốn tôi gõ tiếp ngày 20 này cũng 66, nữ không hề được luôn, nam thì tạm chấp nhận được. Tôi tiếp tục cho các bạn xem là việc chọn ngày sinh nó khó như thế nào. Tiếp theo ngày 21 với nam này, vượng thiên tài chính tài thì các bạn học từ trụ biết rồi, thiên tài là cũng có tiền tài kinh doanh, nhưng mà 5 đến 14 tuổi kinh doanh kiểu gì, đúng không? Người đấy bố mẹ cho tiền nhưng làm sao kinh doanh gì. 15 đến 24 tuổi chính tài là tiền tài từ công sở nhà nước, thời đại này vẫn đang mài đít ở nhà trường đi học, mấy ai kiếm tiền được làm công ăn lương ở cái giai đoạn này đâu, đúng không? Nên là có vượng nhưng mà không giải quyết được. Sau đấy lại sát, có thấy nguy hiểm không? Không, không hề đơn giản các bạn nhé. Nói chung cứ thấy sát vượng là tôi chả thích, tại vì có nghĩa là phải hóa giải, đúng không? Với mình thì phải hóa giải, nhưng mà có phải khách nhà hàng nào cũng hiểu là cần phải hóa giải đâu. Tại vì nếu mình, tại vì tôi thường cái tính của tôi là không thích chào mời khách hàng phải làm cái này phải phải cái kia, các bạn hình dung không? Với người khác là người ta sẽ dọa cho đủ kiểu, nhưng mà riêng tôi chỉ phân tích là có tốt có xấu, và người ta hiểu được thì hiểu. Tại vì có nhiều người người ta chỉ cần là chọn ngày thế là xong, người ta không quan tâm nữa đấy, nên cái đấy nó cũng không không phải đơn giản. Ngày 22 ok này các bạn này, 22 với nam là rất ok nhá. Chính tài hồi nhỏ này, thiên tài hồi nhỏ, chính quan 25 đến 34 tuổi thì cũng ít khi ai vượng được quan lắm, tuy nhiên là ít ra là nó mất cái sát vượng, nó mất cái sát vượng. Và cái thứ nữa là số này đẹp rồi, bây giờ mình kích nữa thôi, mình làm sinh cơ mình kéo lên là vẫn sướng thôi. Tất nhiên là cái sát làm sinh cơ vẫn được, nhưng mà tự nhiên có cái sát mình phải thêm hóa giải, mình phải phải nặng đầu thêm, đúng không? Bây giờ đến sang nữ thiếp này, tôi nói từ nãy nói đến nam, bây giờ mình nói tiếp đến nữ. Vì nguyên tắc là nam thuận thì nữ ngược, thì với nữ thì nó sẽ chạy ngược vượng lại. Thì ngày 21 với nữ này sát này, tự nhiên 65 với 74 tuổi sát vượng là rất dễ ra đi, đúng không? Xong đến tận tài 75 tuổi mới vượng tài thì làm ăn được cái gì nữa, đúng không? Có khi là mua bất động sản hồi nhỏ, xong đến tận ngần này nó mới bán được miếng đất thì lúc đấy rụng răng rồi, đúng không? Chắc gì qua cái giai đoạn sát vượng này đã sống được nếu như không biết hóa giải. Đấy, tôi nói giả sử như vậy. Nên là mà đây lại là song thai nam nữ, đúng không? Đây này, cái này thì ok này, cũng giống như nam nha. Ok, nhưng mà 65 tuổi mới gì mới vượng thì làm sinh cơ là kéo lên là ok. Đấy, nhưng ít ra lá số mà tôi thấy là nó ok là ít nhất nó phải như thế này, tức là vượng là vượng cái tốt, còn nó sớm quá, nó già quá, đúng không? Cái đại vận nó già quá thì 65 tuổi chẳng hạn thì mình vẫn có thể mình làm sinh cơ mình kéo lên được, nhưng ít nhất là mình không bị lăn tăn về cái sát vượng. Tôi trích đoạn một ít cho các bạn thấy cái mất công mất sức như thế nào, còn tiếp tục truy tìm cho bạn này thì chắc hết tối mới xong. Nói chung là đấy, nhiều khi một người nhờ xem như thế là mất cả buổi tối rồi các bạn nhé. Nó không đơn giản, không dễ như các bạn tưởng. Và để các bạn thấy là đi tìm mệnh lý đời người, truy tìm thứ nhất là để mổ này, phải tìm làm sao là ra cái ngày tốt cho con này, xong sau đấy lại phải cái ngày giờ nó phải đảm bảo an toàn cho người mẹ nữa này, để mẹ tròn con vuông này. Các bạn hình dung không? Nên là nó rất mất công mất sức.
Như tôi cũng nói, ngay cả cái lá số mà tôi chọn cho con tôi lúc đẻ mổ ấy, ví dụ là vào cái ngày này thì nó rất tốt, rất tuyệt vời, vượng đúng giai đoạn trung niên luôn. Tuy nhiên là nó lại ngày đấy nó lại sát cho vợ tôi, mà vợ tôi là sát cũng vượng nên là rất là nguy hiểm, vì nó có rủi ro cho tính mạng người mẹ, tức là con ra mà tốt mà là mẹ bị trục trặc thì nói gì nữa, đúng không? Nên là mình lại phải đẩy ngày lên mấy ngày thì nó không tốt bằng. Tuy nhiên là an toàn cho mẹ đấy, rất nhiều yếu tố phải cân nhắc.